Chào chị và các bạn, trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị các khái niệm liên quan đến huyền quang. Các video này thì tôi cũng đã nói về cái việc này một số lần. Tuy nhiên là trong lần này thì tôi sẽ ghi lại thật là rõ hơn. Khái niệm thế nào gọi là huyền quang trong phong thủy? Huyền quang là cái không gian ở trước, không gian đệm ở trước nhà mà bất kỳ khi chị vào trong nhà là anh chị cần phải đi qua. Tức là cái khoảng huyền quang là cái khoảng mà giữa cái cổng và đại môn, hay là từ đại môn chị bước vào phòng khách, thì cái không gian đệm đấy được gọi là huyền quang. Tức là trước khi chị bước vào cái phòng khách trong phong thủy gọi là, đối với cả dương cơ thì gọi đấy là bình đường. Cho nên là cái khoảng từ đại môn chị đã bước vào phòng khách thì cái không gian đấy gọi là không gian đệm, gọi là huyền quang. Và đối với cả cái chị sang bên Nhật hay là sang bên Trung Quốc hay là Hàn Quốc hay Sinh hay tất cả các nước Đông Nam Á, chúng ta đều thấy là cái không gian đệm trước khi chị chuyển trạng thái từ động, tức là từ trạng thái động từ bên ngoài sang trạng thái tĩnh ở bên trong, tức là như này, ở bên ngoài thì bao nhiêu bộn bề, bao nhiêu đủ thứ, rồi chúng ta bao nhiêu bụi bặm, rồi bao nhiêu những cái động ở bên ngoài, thì chúng ta chuyển sang trạng thái là cái không gian sinh hoạt ở trong nhà chúng ta gọi là không gian tĩnh, thì chúng ta có một cái đoạn gọi là bước chuyển. Và cái bước chuyển này nó có tác dụng là lọc khí, bước chuyển này có tác dụng là đẩy bỏ những cái tà khí, những cái tạp khí, những cái ô uế khí thì bên ngoài, hay là xả bỏ những cái ô uế khí thì bên ngoài trước khi chúng ta thâu nạp khí vào trong nhà. Cho nên thành ra là đây là cái điểm hóa sát quan trọng nhất trong nhà. Cái gương bát quái ở bên ngoài với chị là kỵ tà thôi, nhưng cái điểm hóa sát và kỵ tà mạnh nhất thì trong nhà đấy chính là cái điểm huyền quang. Cho nên khi chị vào các cửa hàng của bên Trung Quốc, chúng ta hay vào và phát chúng ta hay đến cái cửa rồi không gian đệm hay có một cái bức che lại, đúng không ạ? Sau đó thì sau chúng ta phải đi sang hai bên, hoặc là chúng ta phải dừng lại, bỏ ô, bỏ giày, bỏ dép thì chúng ta mới phi ở bên trong, chứ không phải là đùng phát là chạy tuột vào trong nhà luôn. Giả sử như trong trường hợp mà hóa sát, chúng ta cũng phải sử dụng cái huyền quang này. Ví dụ trường hợp ví dụ như là trực sát hay xuyên tâm sát hay phản phong thủy sát hay là thiên trảm sát, thì chúng ta đều chỉ có cách là sử dụng huyền quang. Đây là cách hóa phong thủy mạnh nhất ở trong cái cách thức để làm phong thủy. Cho nên ra là huyền quang có vai trò đặc biệt trong việc hóa sát những cái xung sát mà nó đến từ phía bên ngoài. Ví dụ như là, và đặc biệt đối với chung cư chẳng hạn, đặc biệt đối với cả chung cư chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái khái niệm của huyền quang trong chung cư. Tức là ở trong cái huyền quang chung cư, chúng ta hay có cái gì? Thường ấy là 70% là khu vực đấy là cái nhà vệ sinh, thường ấy là cái chỗ tủ để giày đó. Cho nên thì ra là khi mà chúng ta vừa mới vào nhà một cái điều đầu tiên chúng ta trước khi bước vào căn nhà là chúng ta nhìn thấy ngay cái nhà vệ sinh và nhìn thấy cái tủ giày bừa bộn, là thấy cái mùi nhà vệ sinh bay ra, là vèo vào cái nhà đấy là chưa biết là tài độc đâu, là thấy là ngộ độc chết trước đã rồi. Cho nên ra là trong phong thủy thì cái huyền quang được ví như là cái cổ họng. Cho nên là nếu cái cổ họng anh chị bị viêm, hay nếu cổ họng của anh chị bị viêm họng hạt, thì cái lời nói hay cái khí chất anh chị phát ra thì cũng không thể mà nào mà có thể tốt được. Cho nên là huyền quang nó đại diện cho cái vận kim tiền, nó đại diện cho cái tài vận và đại diện cho cái đặc trưng của phong thủy của căn nhà. Cho nên ra là chúng ta không thể xem nhẹ cái vấn đề này được, và chúng ta phải đặc biệt là chúng ta cần phải xử lý cái vấn đề này. Tôi nói là đối với cái nhà chung cư thì cái huyền quang nó đặc biệt quan trọng hơn nữa, vì rằng là chúng ta chuyển từ trạng cái điểm mà chuyển từ trạng thái tĩnh sang từ trạng thái động sang trạng thái trung hòa, rồi sau đó chuyển sang trạng thái tĩnh, tức là chúng ta bước vào cái bình đường của nhà chúng ta, về cái nơi từ cái nơi chúng ta đi làm và hoạt động, rồi cho về cái nhà là nơi chúng ta nghỉ ngơi, từ trạng thái dương sang trạng thái âm. Cho nên cái điểm trung chuyển đó là huyền quang. Bởi vậy cho nên là trước hết là cái điểm này nó phải có cái ý nghĩa là đầu tiên nó tác dụng để nó hóa sát. Điểm này là cái điểm tẩy uế, điểm này là cái điểm mà chúng ta phải điểm này để chúng ta sử dụng để chúng ta kích hoạt những cái khí tốt hay kích hoạt cái vượng khí vào trong nhà. Bởi vậy cho nên là trước hết là chúng ta xét rằng là cái yêu cầu cơ sở đối với cả huyền quang, trước hết là nó phải sạch sẽ, thứ hai nó phải gọn gàng. Cho nên là nơi đấy chúng ta để tủ giày, cho nên tủ giày ở nơi đấy mà có để thì phải tủ giày kín, đúng không ạ? Và nếu như mà cái huyền quang mà chúng ta chẳng may vào nhà chung cư thì chỗ đấy mà nó lại là cái nhà vệ sinh, thì vào ra chị phải đóng cửa, chúng ta phải sử dụng cái biện pháp hóa sát trong nhà vệ sinh
để chúng ta xử lý cái nhà vệ sinh đó tại khu vực huyền quan. Và khi mà đối với huyền quan là chúng ta sẽ bố trí một cái không gian nó tách biệt, nó rời ra. Chúng ta có thể nhìn những cái video tôi sẽ mô tả cho anh chị một vài các cái hình ảnh vị trí của huyền quan đối với cả các cái dự án, hoặc đối với cả hình ảnh thì chúng ta có thể nhìn sơ bộ khu vực huyền quan. Thì chúng ta có thể hết cái khu huyền quan, chúng ta có thể làm một cái khuôn cửa giả để chúng ta ngăn cách giữa không gian từ bên ngoài đối với không gian phòng khách, để cho cái nhà vệ sinh và cái tủ giày nó không nằm trong cái không gian của phòng khách. Thì khi chị kích hoạt tài lộc hay là khi chị muốn tăng cường cái cát khí trong cái phòng khách của anh chị thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái nhà vệ sinh và bởi cái tủ giày nữa. Và chúng ta cũng làm biện pháp đấy, chỉ chúng ta tách được cái khí từ bên ngoài, chẳng may mà cái tủ giày hay là cái nhà vệ sinh nó rơi phương đào hoa hay phương quý nhân của anh chị chẳng hạn, thì bằng cái việc mà sử dụng huyền quan cũng là cách để chúng ta tách đẩy cái không gian đấy ra ngoài. Cho nên ra là yêu cầu thứ hai của huyền quan nó phải sáng. Cái điểm cần sáng ở trong nhà thì đó là huyền quan. Khi chúng ta bên ngoài vào mang theo muộn tiền, mang theo lo âu, mang theo rất nhiều thứ, thì khi mà bước vào trong cái huyền quan, thì là cái nơi mà sau khi chúng ta bước vào huyền quan một cái, thì đó là cái lúc mà ánh sáng nó sẽ chụp xuống và làm chúng ta tẩy bỏ những cái tạp khí và những uế khí từ bên ngoài đi. Thì cái nơi đấy nó có tác dụng để nó tẩy bỏ đi cái phần trung khí. Và ngoài ra thì ở khu vực huyền quan thì người ta có thể sử dụng bằng cách là người ta sử dụng những cái vật phẩm phong thủy mà mang tính chất tĩnh vật, ví dụ như là bình, một cái đĩa rồi hai cái bình chẳng hạn. Thì trường hợp thứ hai, người ta có thể để một cặp kỳ hưu với cả một quả cầu thạch anh hồng, hoặc là xanh, hoặc là tím, hoặc là trắng, thì tùy theo là cái vị trí của huyền quan liên quan đến ngũ hành, hay là tùy theo cái hướng nhà của anh chị để người ta nạp sinh tài vượng, thì người ta sẽ sử dụng cái quả cầu đấy theo cái màu và một cặp tỳ hưu lam để bên cạnh. Người ta có hai cách để bày huyền quan, một là sử dụng tỳ hưu cùng quay ra bên ngoài và quả cầu ở giữa, và phương án thứ hai là hai con tỳ hưu cùng trầu vào cái quả cầu, gọi là hai con tỳ hưu cùng trầu, giống như là cái con rồng trầu bạt nguyệt ấy. Thế nên tỳ hưu cùng trầu vào bạt nguyệt để chúng ta vừa có tác dụng hòa sát, vừa có tác dụng chiêu tài. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng tranh tĩnh vật, hoặc là chúng ta sử dụng những bức tranh tĩnh vật như là vẽ hoa, hay là vẽ một hoặc là nhiều người anh chị thì sẽ sử dụng những cái, trong trường hợp anh chị sử dụng chống đồng ấy, tôi đang nói về cái chống đồng, thì trừ khi là cái huyền quan của anh chị trước cửa nó có sát thì chúng ta mới dùng chống đồng, còn nếu đằng trước mà nó không có sát thì không nhất thiết phải sử dụng chống đồng. Ngoài ra thì người ta có thể sử dụng các cái cát tường kết để chúng ta treo vào vị trí bức tranh ở từ huyền quan. Khi chị treo một cái bức tranh ở huyền quan thì đằng sau anh chị có thể treo thêm 5 cái đồng hoa mai, để hoặc là treo thêm đồng hoa mai vào cho cái phần bức tranh để chúng ta tăng thêm sinh tài vượng cho phần bức tranh, cho cái phần cái huyền quan đó. Vừa cái tác dụng lọc khí rồi, hóa sát rồi, thì nó phải có cái tác dụng chiêu tài, và nó phải có cái tác dụng để mà nó kích hoạt được cái cát khí nữa. Ở huyền quan thì chúng ta cũng có thể bố trí một số những các cái cây, đặc biệt là những cây chơi lá. Cây chơi lá ví dụ như là cây phú quý, hoặc là những cây tiểu hồng môn, hoặc là những cây lan ý, hoặc là những cây mà sống thủy canh, chúng ta có thể đặt ở trong cái tủ giày và đặt ở trong cái khu vực huyền quan. Thì cái việc này cũng là cái việc rất là dễ dàng để chúng ta có thể thực hiện được. Cái điều thứ nữa là chúng ta cũng lưu ý rằng là khi mà huyền quan mà các cái tủ giày hoặc cái kệ mà nó có cánh cửa tủ hoặc cái ghế nó bị long, bị vỡ, bị gãy, bị đổ ở cái nơi đó là chúng ta cần phải sửa chữa ngay, thì không khác gì viên họng hạt mà lại bị nhiễm trùng cả, thì chúng ta phải cần phải sửa chữa ngay. Thì nếu không thì vào nhà mà cái tượng ở trước nhà mà là cái cảnh tượng đổ vỡ, hay là tự nhiên có cái tủ nó đung đưa, thì những cái việc đấy đều là cái việc nó không tốt cả. Ngoài ra thì cái huyền quan thì chỉ nên làm đơn giản, không nên làm màu mè, không nên gọn gàng, và độ cao nó vừa phải, tầm khoảng từ tối đa cao lắm thì lên 2.5m, 2.7m là cùng. Và nó có thể sử dụng bằng các cái tấm duyên sáng hoặc tấm CNC để chúng ta xử lý cho phần huyền quan này. Và trong trường hợp mà chúng ta mà cái huyền quan của chúng ta mà ở ví dụ trong trường hợp này chúng ta rất khoát là huyền quan, ví dụ như là cái cửa nhà của chúng ta đối diện với cửa nhà hàng xóm, đó là cũng là một cái dạng sát, thì chúng ta không thể mang cái pháp khí là một cái gương bát cầu lồi chúng ta treo trước cửa nhà người ta, hay là một cái gương bát quái ngay trước cửa người ta dọn thẳng sang nhà người ta, nhà hàng xóm được. Cái khoảng cách cực đi nhà anh chị chỉ có 1.5m thôi, nó vừa bất tình làng xóm, nó cũng chẳng có tác dụng gì mà nó lại còn phản cảm. Thì cách thì chúng ta hóa sát là chúng ta lập một cái huyền quan ở trong nhà, đúng không ạ? Và trong đó là chúng ta sẽ
xử lý đồng tiền hoa mai hoặc xử lý đồng tiền thập nhị địa chi hoặc thức thập nhị địa chi chúng ta gắn ở bên trong nhà thì việc này nó rất là cắt tường. Cái trường hợp thứ hai nữa đó là khi mà cái căn hộ của anh chị ở cuối của một cái tòa nhà thì cuối của một tòa nhà thì tức là lúc này thì là cả cái con đường nó lao vào trong cửa nhà anh chị, cái đoạn này dứt khoát chúng ta phải sử dụng huyền quan để chúng ta hóa giải bằng cách là lúc này thì không phải là chỉ là hoa mai nữa, có thể dùng kỳ lân hoặc là tỳ hưu hoặc là long quy để ở nơi đó để chúng ta hóa sát và chúng ta có thể sử dụng tiền hoa mai dán theo cái trận ngũ hành 5 đồng và chúng ta có thể sử dụng. Cái trường hợp thứ nữa đó là khi mà cái cửa phòng cửa chính của anh chị là đại môn mà nó thông với cả cái ban công thì khi mà nó chạy vào nó chạy tuột luôn, đúng không ạ? Tôi gọi là cửa chính và ban công nó thông nhau chẳng hạn thì lúc này thì chúng ta cũng phải xử lý cái phần huyền quan để chúng ta tạo ra cái đường đi của khí nó sẽ uốn néo và nó sẽ đi ở trong nhà của chúng ta cho nó thật là đẹp đẽ và hài hòa. Thì ngoài ra thì cửa nhà đối diện cửa thang máy, cửa nhà đối diện hộc giác, rồi huyền quan bị chế sắt cho cái hộc giác, rồi trong trường hợp mà huyền quan mà lại cái cửa nhà của chúng ta mà lại có một phần nhà nó bị ăn vào cái phần không gian của thang máy hoặc không gian của kỹ thuật thì những cái trường hợp như thế nó bị khuyết méo chẳng hạn thì cái việc mà tách khí ở huyền quan cũng là cách để chúng ta lấy lại căn nhà cho nó viên cách. Thì đấy là cái phần liên quan đến huyền quan đối với nhà chung cư. Thì trong các video tiếp theo thì tôi sẽ đi dần vào những cái hạng mục đó để hướng dẫn chia sẻ với anh chị. Ở trong cái hạng mục này thì chúng ta sẽ đi vào là cái tổng quan huyền quan đối với chung cư là như thế nào. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các video của Phong Thủy Đáo Người. Xin cảm ơn.